Đầu tiên, đấy là chúng ta sẽ sử dụng là Google Trend để chúng ta tìm ra được là cái từ khóa mà nó hot ở tại thị trường này. Cái thứ hai là chúng ta sẽ dựa vào Google Keyword Planner. Thì cái phần này, cái Google Keyword Planner này á, nó là trong cái trình quảng cáo Google của mình, thì nó sẽ cho anh em được cái mức độ từ khóa và mức độ tìm kiếm nó chính xác và nó chuẩn hơn là cái xu hướng. Thì bây giờ mình hướng dẫn trước về cái xu hướng. Ví dụ như anh em chạy về cái hướng là yoga nha. Ok. Yoga này, Pilates này, meditation là những cái từ khóa mà nó thuộc dạng là người ta tìm kiếm nhiều tại cái thị trường Việt Nam giai đoạn này. Đấy, thì ở đây anh em sẽ có thể nhìn thấy được. Ở đây cái này là mình sẽ lựa vào là 90 ngày đi. Mình lựa vào 90 ngày thì cái bản khảo sát nó sẽ chuẩn hơn. Đây, thì 90 ngày trong giai đoạn này anh em có thể thấy được là những cái địa phương này từ phía Bắc. Phía Bắc nó có cái mức độ tìm hiểu về cái từ khóa yoga này nó nhiều hơn là những cái tỉnh khác. Dưới này á, là có sóng qua kiểu tiểu khu vực thì mình sẽ lướt qua được không ạ? Nhưng mà với những cái địa phương ở phía Bắc như này, Lai Châu, Hà Giang, Cao Bằng, Điện Biên, Bắc Cạn, thì người ta sẽ tìm nhiều hơn là tại những cái địa phương khác. Thì cũng tương tự đối với lại những sản phẩm mà anh em bán, thì anh em sẽ tìm hiểu về cái sản phẩm đấy được không ạ? Rồi cái là bắt đầu anh em tìm vào từ khóa. Thì sau từ khóa thì anh em xác định được là cái địa phương nào quan tâm tới từ khóa đấy nhiều để mà chúng ta có cái phương án mà chúng ta ADS vào đấy, thì nó sẽ giảm cái chi phí mà ADS cho anh em rất là nhiều, đúng không ạ? Thì dưới này là những cái từ khóa liên quan này, gãy cổ khi tập yoga, những cái từ thì mình sẽ làm những cái cụm từ khóa này, chúng ta sẽ làm về cái content, về hướng dẫn cho mọi người, đúng không ạ? Nha. Những cái anh em á, bây giờ mình sẽ nói với anh em cái câu chuyện là mình hướng anh em lưu hết những cái từ khóa này lại, đúng không? Để sau này chúng ta sẽ làm content, và những cái content này sẽ giúp cho anh em khi mà chạy cái ADS bán hàng á, chạy đấy ADS mà bán những cái đồ của yoga á, nó sẽ cực kỳ rẻ. Chứ không phải là câu chuyện là anh em nhìn nhá, ví dụ như gãy cổ khi tập yoga này, anh em thấy nó kỳ kỳ là anh em sẽ bỏ qua, nó không phải. Đây là những content bổ sung trong một cái mà content flow, là có nghĩa là một cái luồng content để chúng ta bắt được khách hàng. Đó. Thì trước mắt thì mình sẽ tìm cái từ khóa yoga nha. Tìm từ khóa yoga thì ở đây là có những cái địa phương này. Về cơ bản là mình thấy là phía Bắc của Việt Nam, người ta đang quan tâm về những cái mức ngành nghề yoga và sức khỏe nhiều hơn, được ạ? Thì lúc này bây giờ mình sẽ chuyển vào cái công cụ lập kế hoạch này. Mình sẽ chuyển công cụ và lập kế hoạch này. Anh em chờ mình đi. Mình sẽ vào cái thằng Google Keyword Planner này. Anh em chờ mình đấy, mình tìm cái đây. Đây là khi mà các bạn tạo một cái Google, cái tài khoản mà Google á, thì tiếp tục là chúng ta sẽ tạo một cái tài khoản Google Ads. Thì khi mà tạo cái tài khoản Google Ads này á, thì nó sẽ, các bạn muốn mà có được cái thông tin về cái mà từ khóa thì các bạn phải chạy quảng cáo. Chạy quảng cáo, cái chạy quảng cáo của cái mà cái Google này á, thì các bạn chỉ cần tích 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 để cho nó lên được một cái chiến dịch quảng cáo, khoảng tầm mình tốn khoảng tầm 20 30 nghìn thôi, là lúc đó chúng ta tắt đi.
thì chúng ta sẽ có được cái mà cái công cụ lập kế hoạch từ khóa này. Đấy, thì ở đây mình bấm nha, công cụ. Khi mà mình vào cái google.com nha, đã bắt đầu mình vào công cụ. Ơi, anh ơi, chưa xem màn hình nhỉ? Ủa, mình xem màn hình đâu mà? Mình đang xem màn hình đây. Bạn thấy chưa ạ? Alo, anh em đã thấy chưa ạ? À, anh em chờ mình đi. Này 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 này. Rồi anh em thấy cái màn hình của Google Keyword Planner chưa ạ? Alo. Rồi À rồi. ok. Thì sorry, mình nãy giờ mà hơi nó hơi tập trung, mình không để ý lắm. Thì ở đây bây giờ mình nói lại ngay cái chỗ mà Google Trend này. Được không ạ? Thì Google Trend là mình sẽ lựa cái từ khóa này. Sau đó là mình lựa cái thời gian. Đấy, thì nó ra sẽ cái địa phương. Thế từ cái địa phương này á, mình sẽ nắm bắt được là những cái địa phương nào quan tâm tới ngành nghề và sản phẩm mình làm việc. Thì là mình sẽ nốt nó lại và sau này mình sẽ có chiến dịch mình quảng cáo riêng. Còn về cái những cái từ khóa phía dưới này, những từ khóa phía dưới này là những từ khóa mà khách hàng mình đang tìm hiểu. Thì lúc đấy chúng ta sẽ làm những cái video hoặc chúng ta sẽ lựa những cái video theo cái từ khóa này để chúng ta chạy quảng cáo. Những cái video, những cái mà cái từ khóa này là những cái từ khóa mà chúng ta làm content màu. Content màu có nghĩa là sao? Content màu là có nghĩa là những content mà chúng ta sẽ chạy trước để lôi kéo những cái khách hàng mà người ta quan tâm về những cái vấn nạn, những cái vấn đề mà khi tập yoga nó sẽ bị những cái nguy hiểm nào để người ta tránh. Đấy, thì cái này đó là một cái content để chúng ta đưa ra cho chúng ta hướng dẫn cho mọi người. Thì khi mà các bạn chạy quảng cáo á, thì đầu tiên nó ra sẽ đưa ra là những nguy hiểm khi mà tập yoga tại nhà. Đấy, nếu như mà các bạn muốn bán được hàng hay là bán khóa học yoga thì chúng ta nói là những nguy hiểm khi mà yoga tại nhà mà không có hướng dẫn viên hay là huấn luyện viên gì đấy, đại loại là như vậy. Thì là lúc này đó chúng ta sẽ đưa vào những cái từ khóa này lồng vào trong video, đúng không ạ? Đấy, thì sau đấy rồi là cái sau khi mà mọi người mà đã chạy được cái, mọi người đã xem cái video mà những vấn đề mà gặp phải khó khăn cái mà gặp phải khi mà chúng ta tự chạy tự tập yoga tại nhà, thì lúc đó chúng ta sẽ chạy quảng cáo vào những cái tệp đấy. Thì cái lúc mà chạy quảng cáo vào tệp đấy thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người ở ngay tại khúc sau này. Đấy, còn lại bây giờ thì là mình sẽ hướng dẫn, mình sẽ nói sơ bộ về cái cách mà chúng ta sẽ tìm hiểu cái từ khóa tại cái Google Trend, nó là như vậy. Cái bước thứ hai về cái mà công cụ lập từ khóa thì các bạn như mình đã nói khi nãy là chạy cái vào cái đường dẫn này này, a.google.com, được không ạ? Từ cái mail của các bạn, từ cái mail của các bạn thì là các bạn sẽ tạo một cái Google Ads. Đó, từ sau khi các bạn tạo được một cái Google Ads thì các bạn phải chạy cái quảng cáo trước. Các bạn chạy quảng cáo trước khoảng tầm 50.000 gì đấy, đại loại đó. Chúng ta có chạy, có bỏ tiền cho thằng Google đã, thì lúc đấy chúng ta mới có mở được cái ứng dụng đó, là cái công cụ mà cái công cụ lập từ khóa này này. Thì cái công cụ lập từ khóa này là cái mà chúng ta sẽ tìm từ khóa nó chính xác nhất, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ vào đây ở trong google.com, rồi xong chúng ta sẽ vào công cụ và chúng ta vào công cụ lập kế hoạch từ khóa. Đấy, chúng ta sẽ khám phá từ khóa mới. Thì ở đây hồi nãy á, là mình là yoga, đúng không? Thì ok, mình sẽ tìm cái từ khóa là yoga. Đây, thì từ khóa yoga nó ra rất là nhiều, đúng không ạ? Nhưng mà mình sẽ có một số cái góp ý với mọi người. Cái thứ nhất, anh em mà muốn tìm cái từ khóa,
thì anh em phải tìm cái từ khóa nó từ 10.000 cho tới 100.000 người lượt tìm kiếm hàng tháng, được không ạ? Vì cái mức độ mà nó tìm kiếm hàng tháng cực kỳ nhiều á thì chúng ta cái khả năng mà chạy quảng cáo chúng ta mới có thể có chi phí nó thấp được đó. Rồi anh em phải cần quan tâm hai cái là số lần tìm kiếm trung bình hàng tháng và lực cạnh tranh. Thứ nhất là từ 10.000 cho tới 100.000, cái thứ hai là thấp, cái thứ ba cái đấy á, là giá thầu đầu tràn. Đây á là giá thầu thấp nhất này, đây là giá thầu cao nhất. Thì cái bình thường thì nó mình sẽ rơi vào cái khoảng trung bình của nó, chứ không phải là chúng ta ở đây là cái số cố định. Cái số này nó không có cố định, nhưng mà nó sẽ thường là nó nằm giữa cái đoạn này. Hoặc nó em mở nhỏ nhỏ lại cho. Đó. Thì khi mà ở cái bước này, bước Google Trend là chúng ta tìm được từ khóa và địa phương. Bước thứ hai, chúng ta ở Google ấy, chúng ta đi tìm được cái từ khóa và cái từ khóa chính xác luôn, là cái mức độ mà người ta research, cái thứ hai là mức độ cạnh tranh, và cái thứ ba là chi phí cho CPC. Thì cái này á thực tế ra nó phục vụ cho cái thằng Google Ads thôi, chứ không có phục vụ cho Facebook. Nhưng mà ở đây á, khi mà đã hướng dẫn anh em á, thì đầu tiên là mình hướng dẫn cho anh em tìm được cái từ khóa đã. Tìm được từ khóa xong thì lúc đấy á, chạy Google hay chạy Facebook nó cũng tương tự như nhau, không có khó. Như cái thằng tập yoga này đấy, thì anh em có thể nhìn thấy là từ 100.000 cho tới từ 10.000 cho tới 100.000, nhưng mà mức độ cạnh tranh nó cao, cái CPC nó cực kỳ cao. Riêng về cái ngành mà yoga này á, anh em có thể thấy được á, có những cái từ khóa mà nó thấp như thế này. Như này là thuộc dạng cao đấy, 773 đồng hay là tới 2.000 đồng này là cao ấy, bình thường nó cực kỳ thấp. Đó. Thì là anh em sẽ cân nhắc những cái mà chúng ta, những cái từ khóa mà chúng ta sẽ chạy ở trong những cái chương trình mà chúng ta quảng cáo. Thì sau khi ở đây, sau khi mà chúng ta đã tìm ra được là xu hướng của thị trường này, từ khóa của thị trường, được không ạ, là cái keyword, thì lúc này là chúng ta sẽ làm về content. Còn tay nó thì là như này, nếu như anh em mà trong group á, mà anh em mà tự sáng tác được cái content của mình, ví dụ là sản phẩm của anh em mà làm tự làm, thì là anh em có thể tự quay, tự edit video để ra được cái content của mình á, thì mình không nói, được không ạ? Còn lại đây thì là ví dụ như mà anh em mà làm chuyên về affiliate, thì á mình khi nãy mình có gửi những một cái link danh sách những cái nơi mà chúng ta có thể mà drop content, được không ạ? Đó, để mình tìm lại, mình hướng dẫn cho anh em. Đâu rồi? Đây. Là 98 nguồn drop video. Thì thay vì ví dụ như mà anh em tìm được, anh em không có cái content để anh em chạy, thì anh em có thể lấy những cái nguồn này, anh em tìm cái video mà nó tìm video trên cái từ khóa của mình, đúng không ạ? Ví dụ như mình sẽ là tìm, mình sẽ lên cái trang là Youku của cái thằng Trung Quốc đi, giả sử là vậy. Đây, anh em có nhìn thấy được cái hình của mình, cái màn hình của mình không ạ? Alo. Ok. Thì á, sau khi mà mình đã xác định này, địa phương này, từ khóa ngách để mình làm, thì bây giờ mình sẽ tiếp tới cái bước là mình sẽ tìm content. Thì tìm content nó là như thế nào? Thì bây giờ cái khi nãy ở trên cái group á, mình có đăng là 98 nguồn để drop video rồi, được không ạ? Thì anh em sẽ lên đấy, anh em tìm cái nguồn video nó phù hợp với anh em. Như mình ở đây á, là mình sẽ đi vào cái thằng Youku này. Đó, anh em sẽ lưu cái đường link này vào. Lưu link này vào, được không ạ?
Đấy, rồi bắt đầu mình cũng sẽ tìm cái thằng yoga này. Hoặc nếu đúng hơn á, là mình sẽ tìm cái thằng dựa trên cái thằng anh em chờ mình tí. Dựa trên cái thằng đây thì ví dụ như giả sử là mình tìm cái thằng yoga này đó, là nó thứ nhất là nó tìm nhiều, cái thứ hai là cạnh tranh thấp này, được chưa? Nhưng mà rồi mình sẽ tìm thêm những thằng khác nữa. Thằng này đi tập yoga nhưng mà trên cái nền tảng của cái thằng Trung Quốc á. Bây giờ mình hiện là mình đang tìm bên cái nền tảng Youku đúng không? Thì là nó đang là của Trung Quốc, thì mình sẽ nhắn vào đây, mình chuyển qua cái từ Trung Quốc. Đó, mình chuyển qua từ Trung Quốc, copy cái từ này thì rồi sau đó mình vào lại cái Youku và mình tìm theo từ Trung Quốc. Đấy, đấy là cái cách anh em sẽ research. Đấy, rồi sau khi mà anh em tìm ra là như thế này thì ở đây nè, nó có video nằm ngang, đây là video nằm dọc, nó tương tự như một thằng YouTube, được không? Đấy thì là anh em sẽ tìm tìm những video nào nó phù hợp với mình. Sao vậy? À, mình bấm dịch đó chứ mình cũng không biết. Anh em nhớ là cài cái Google ấy ra vào nha. À, khu vực hạn chế thì những cái này như thế này nè, những cái mà hạn chế khu vực này á, anh em mình nhìn nè đó, thì chúng ta sẽ dùng VPN, chúng ta chuyển qua Trung Quốc ấy, thì cái VPN mình gửi luôn đây, nguyên một cái link VPN mình gửi qua đây thì anh em sẽ, nhưng mà anh em đừng có xa, anh em xa qua lung tung á là nó thành là public á, là nó khóa cái tài khoản mình. Hôm bữa mình bị nguyên một cái leak tài khoản khóa hết của mình, không 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 dùng được. Vì thực tế ra đây là mình cũng đi sưu tầm ha. Ấy thì mình sẽ gỡ vào ai cho anh em. Rồi. Chịp mại hả? Như này. Rồi, ok thì ở trên cái group á là mình có rất là nhiều cái tài khoản của cái nọc VPN. Thì đối với lại những cái video này này thì anh em sẽ lắp vào VPN rồi anh em tải về. Thì ở đây mình chưa lắp vào VPN nên là mình chưa tải về được. Đấy, thì những cái video đây là video dọc này, anh em có thể tìm tìm những video dọc nào nó phù hợp. Đấy, là ví dụ như mình tìm cái thằng này. Ok, mình tìm thằng này. Thằng này nó hơi lag, nó được cái là nguyên trong này nó có nguyên một cái link đó để cho anh em xây bay và xây kênh TikTok. Những cái này xây kênh TikTok thì chúng ta chỉnh lại cái khung hình thôi, nó không có gì hết, nó rất là đơn giản đó. Thì cái cách mà để tải cái này á thì hôm bữa là mình có share cái bài là IDM. IDM này anh em có thể nhìn thấy này, IDM thì mình có để là cái bản free á, thì là anh em lock vào trong cái trang của mình, cái web của mình để anh em lái được cái IDM này để tải những cái video này. À, vì hôm trước mình có đưa cho anh em những cái trang để có thể tải được nhưng mà nó không có IDM này, là nó không có bắt link được. Đó, thì cái IDM này nó dùng để cho anh em có thể là xây một cái kênh YouTube cũng được nha. Ok, thì là anh em sẽ tải những cái video này về để chúng ta tạo cái nguyên liệu và sau đó chúng ta đó, thì là cái bước thứ ba. Cái bước thứ tư á là sau khi mà chúng ta sẽ tải về á là chúng ta sẽ dùng cái cấp kết. Kết rồi, anh em chờ mình tí nha. Đây, chúng ta sẽ dùng cái cấp kết đây như mình nè. Đây mình dùng cái thằng này, anh em có thể nhìn thấy này, 490 mb này, 402 mb này, 2,2 GB này, là cái hôm bữa mà mình hướng dẫn cho anh em á. Đây 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 là những cái video mà mình cũng làm theo cái phương diện là mình tải về, sau đó mình edit chỉnh sửa sơ qua, thứ nhất là màu sắc, thứ hai khung hình, thứ ba là
độ mờ, độ phản chiếu cá thì ở trên cái group Zalo á mình đã hướng dẫn anh em rồi, thì cái cách anh em cứ nhìn những cái điều chỉnh đấy và anh em sẽ điều chỉnh, sau đó là chúng ta up lên các nền tảng mà chúng ta dự định chạy. Và giai đoạn này á thì là thằng TikTok này hay là cái thằng Reel và Shop nó đang đề xuất rất là mạnh, nên là anh em cân nhắc mà chúng ta sẽ chạy cái đấy. Rồi sau khi mà chúng ta đã lựa được video để chúng ta làm content, thì cái điều mà mình hướng dẫn với mình muốn nói với anh em á là có nghĩa là như thế này: chúng ta lựa video thì chúng ta sẽ lựa một lần khoảng tầm 10 cái video và chúng ta sẽ chạy trong một lần, chứ chúng ta không chạy từng cái một, đúng không ạ? Đối với anh em mà new buy á thì là nó sẽ khó, thì là chúng ta sẽ làm là 5 cái, nhưng mà với mình lời khuyên của mình thì tối thiểu là phải 10 cái video trong một chiến dịch. Để sao? Vì khi mà chạy cái thằng Facebook á, cái nền tảng Facebook nó là như thế này, là mình đưa nhu cầu tới cho mọi người, chứ không phải là mọi người đã có ý định mua, y như cái thằng Google. Nếu là ví dụ như mình muốn mua bồ nầu đúng không, thì mình sẽ lên Google mình search bồ nầu, lúc đấy thì khả năng bán nó sẽ cao hơn. Nhưng mà khi mà các bạn muốn bán một bộ nầu tới cho mình thì các bạn sẽ đó là bạn giới thiệu là món ăn này, cách nấu này, nó đơn giản này đó, thì là ví dụ như mà vợ vắng nhà thì mình đàn ông người ta sẽ tự nấu ăn ra theo, hay là như là các bạn sẽ làm một cái chuỗi content nó bao vây trước khi các bạn làm một cái content bán hàng một bộ nầu inox giá rẻ đó, nhưng mà giá nó cực kỳ thấp, được không ạ? Thì đấy 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 là các bạn chờ mình tí, có ông nào phòng chờ đây à? Thì cái đấy đấy là cái bước mà mình lựa content xong. Thì sau khi mà mình lựa content xong, mình chuẩn bị đầy đủ cho mình là 10 video content để chúng ta chạy, thì lúc này là chúng ta sẽ vào Facebook và chúng ta xác chạy quảng cáo, được không ạ? Thì đây đây là cái mà mình hướng dẫn chi tiết. Đây đây là một cái con via mà mình mới vừa mua xong. Mình xin giải thích một số cái thuật ngữ mà về cái trong cái quảng cáo nó là như thế này. Đầu tiên á là via, via là một cái content xong. Ok, rồi bây giờ mình sẽ qua là chạy ADS, đúng không ạ? Thì đầu tiên ở đây á là mình sẽ giải thích một số thuật ngữ là via. Thì via thì có thể là anh em đã hiểu là via là một cái nick tài khoản thật sự mà mình mua trên internet, mình mua trên những cái mà ví dụ như mà via 24 giờ hay tạp hóa emo á, thì những cái nick này á là những cái nick thật sự mà của mọi người đang dùng mà bị hack đó, thì bảo là thì ngôn ngữ gọi là via. Còn lại thứ hai là clone. Clone đó có nghĩa là sao? Clone đó có nghĩa là ví dụ như giả sử như mình có một cái Facebook chính đó là Tăng Tăng, nhưng mà ví dụ như mình không muốn nó một cái thứ mà quảng cáo hay bán hàng nó liên quan Tăng Tăng, mình sẽ tạo những cái nick phụ khác, như ví dụ như là Tâm, hay là như nó đại loại là mình sẽ tạo ra một loạt cái nick phụ, thì những cái nick phụ đấy được gọi là clone, được không ạ? Thì cái clone đó là nếu như mà nó giống với cái thật
thông tin của mình thì mình nói như ví dụ đa phần mọi người tạo cái clone để chạy á, thì là nó là những cái clone mà nó thông tin nó không được chuẩn xác, đúng không ạ? Ví dụ như mình đây thì các bạn có thể nhìn thấy này, đây Terra Dolly Talosic Benelux này, cái tên nó tùm lum la này, cái này là mình là Via. Via này của mình á là nó là mình sẽ vào cái Via này cho anh em xem. Đây. Thì cái Via này á ngày xưa á là đây, đây là Via. Được không ạ? Thì nó có lịch sử, nó có bạn bè đầy đủ. Được không ạ? Thì sau đó thì mình mua về và bắt đầu mình sẽ thay thay tên, thay hình này, thay password, thay tất tật mọi thứ. Mình chơi hết tất tật để mình phục vụ cho cái mục đích là mình chạy quảng cáo của mình. Ừ. Thì đấy là Via. Rồi. Cái nữa, thứ nhất là cam đâu đó. Đây, là cái thứ ba mà mình muốn hướng dẫn anh em. Đấy ra là thứ nhất là cái thuật ngữ về Cambia. Cambia đó là cái cam mà mình lên bằng cái trong cái trình duyệt quản lý quảng cáo. Được không ạ? Đây, cái trình duyệt quản lý quảng cáo này. Anh em chờ mình đấy. Đây, đây là Cambia này. Nếu như mà mình click tại đây. Được không ạ? Đấy, thì mình lên tất tật là mọi thứ ở đây được gọi là Cambia. Là cam lên trong trình duyệt quản lý quảng cáo. Rồi, cái cam mà mình lên trong base đâu rồi? Để anh em chờ mình đấy, để mình sẽ hướng dẫn anh em cái cam BB. Mà đây đâu có ta. Cam BB thì là cái cam mà chúng ta sẽ lên trực tiếp ở trong cái trang fanpage của chúng ta. Được không ạ? Cam BB là cái cam mà chúng ta sẽ lên trực tiếp trong cái fanpage của chúng ta. Thì anh em khi mà trên thuật ngữ của MMO mà mọi người nói là anh em phải hiểu là cái cách mà chúng ta lên. Thì cái thuật ngữ này mình muốn share cho anh em để vì sao? Cái thuật ngữ này á mình muốn share cho anh em nó sở dĩ vì sao? Vì mọi người mà share tốt cho anh em, hay là thậm chí mình muốn share tốt cho anh em, thì mình sẽ không nói rõ là cam lên ở trong trình quản lý quảng cáo hay là cam nó lên trong bài post của anh em, mà mình sẽ nói là cam BI hay là cam BB. Thì anh em sẽ tự hiểu được cái cách mà chúng ta sẽ lên cam. Đấy là cái cách mà mọi người sẽ share tốt cho anh em. Và với những anh em mà sống bằng cái nghề MMO của mình thì là anh em phải hiểu được cái đấy, đúng không ạ? Là cam BI và cam BB. Bot bot. Nào, ngữ của ngày nó sẽ là những cái ngữ mà anh em có thể chạy được trong ngày. Đó, còn lại ngữ tài khoản còn rất nhiều cái thuật ngữ khác. Đó, thì là mình sẽ hướng dẫn cho anh em. Và cái thứ hai nữa mình hướng dẫn cho anh em cái cách mà mình sẽ add cái thẻ này. Ok, thì là mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách mà mình add thẻ tất tần tật mọi thứ. Thì ở đây á, là vì mình chỉ chạy là trên affiliate đó, hay mình chạy bán hàng online bình thường, nên là những cái phần này anh em sẽ chưa cần quan tâm nhiều, mà anh em chỉ cần add thẻ mình vô là anh em sẽ chạy được đó. Còn lại sau này anh em đã chạy thử xong rồi thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em những cái cách khác đó, để cho anh em có thể có cái cách mà chúng ta ấy nó không bị hao tiền, không có không không bị giữ tiền của anh em, hay là chạy nó nâng cái ngưỡng của anh em nó lên một cái mức nó cao hơn cho một cái tài khoản mới, được không ạ? Rồi, thì ở đây là mình giới thiệu sơ bộ về cái cách mà thẻ và tài khoản. Rồi, còn bây giờ mình sẽ vào cái thằng App Manager. Hướng dẫn anh em cái cách tạo. Thì về một cái cách tạo mà để chạy affiliate á, nó như thế này. Rồi, ok.
Đầu tiên chúng ta sẽ vào chạy một cái cái game là nhận biết trước. Nhận biết này á với mục đích là gì? Xem video đúng không ạ? Thì cái cách mà lên một cái chiến dịch của Affiliate á, đấy là đầu tiên là cho nhiều người ta xem video màu trước, sau đấy mới cho người ta xem những cái video mà bán hàng. Video màu là video gì? Video màu nó là video thứ nhất á, là nêu lên được lợi ích của sản phẩm này, nêu lên được là lợi ích của tác hại của sản phẩm đối với con người, rồi cái khác biệt của sản phẩm trên thị trường, và một cái điều nữa, đấy là ba điều đó, là một cái điều nữa là công dụng chi tiết của sản phẩm đấy đối với đời sống của con người. Thì mình thực hiện được bốn cái video ấy là chúng ta sẽ lên được một cái cam. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ lên một cái cam nhận thức này, awareness, đúng không ạ? Thì cam awareness là mình khuyến khích mọi người á, là lên cam bằng video reel hoặc là short, đúng không ạ? Thì lên cái cam này với cái mục đích đó là cho người ta xem video của mình, với cái mục đích là đưa cho người ta cái nhìn thấy được những cái tác hại, những cái lợi ích và những cái nhu cầu của sản phẩm chúng ta đáp ứng được. Ví dụ như giả sử mình bán một cái bọc đi dài trời mưa nha, mình nói giả sử là mình bán một cái bọc đi dài trời mưa, thì video đầu tiên mình sẽ đưa cho người ta xem, thứ nhất là tác hại của khi mà mình đi trời mưa mà vô tình mình không có mang áo mưa và mình đang mang một cái đôi giày thể thao, đúng không ạ? Thì nó sẽ mưa mình rất là bực mình. Cái thứ hai mình sẽ đưa cho người ta xem là khi mà mình mang một cái đôi giày thể thao mình đi làm, giả sử mình mang một đôi giày thể thao mình đi làm, mình cũng mặc áo mưa nhưng mà loại áo mưa cánh dơi á, hắn trùm nguyên một cái xe, hắn vẫn lòi cái chân mình ra, và khi mà đi ngang qua cái một cái vũng nước nào đấy, hay là mọi người mà đi xung quanh mình á, người đi ngang qua tạt lại ướt đôi giày mình và thể hiện một cái thái độ cực kỳ bực mình. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là lợi ích, đúng không ạ? Lợi ích thì khi mà một cái video mình sẽ đưa cho người ta xem là cái đấy là cái video thứ hai là áo mưa cánh dơi, cái thứ ba là áo mưa bộ, đúng không ạ? Thì cái áo mưa bộ nó là sao? Nó sẽ trùm hết toàn bộ thân mình, đúng không ạ? Nó trùm được, nó giả sử là nó trùm được cái chân đi, nhưng mà khi mà bạn chống chân xuống hoặc là bạn như nào nó sẽ gây khó khăn. Còn ví dụ bạn không trùm được cái chân thì nó lại về cái câu chuyện như là áo mưa cánh dơi. Đấy là hai cái nhược điểm. Rồi cái thứ tư, đấy là cái video mình sẽ bán, là video mình sẽ đưa ra được là lợi ích của mình về cả mà cái câu chuyện là bạn có mang áo mưa cánh dơi, áo mưa bộ hay như bạn đi trong bùn đất mình vẫn xử lý được. Đó có nghĩa là khi bạn mang cái đôi giày thể thao, bạn sẽ trùm luôn một cái đôi dôi mà kiểu như cái bắp đi mưa mà cao cổ của mình á, đấy thì nó sẽ giúp cho bạn là thứ nhất là thuận tiện, cái thứ hai nữa là nhanh chóng, cái thứ ba là xếp gọn gãy các kiểu đợt để cho bạn có thể là sử dụng một cách tiện lợi nhất. Dù nó phù hợp được với áo mưa này, cánh dơi này, áo mưa bộ này, hay nói là đấy đấy là nguyên một cái luồng để chúng ta làm việc, để chúng ta hướng tới cho khách hàng người ta sẽ mua được một cái bọc dài đi mưa của mình. Đó, thì đầu tiên mình phải đưa ra được là những cái khó khăn. Đó, mình sẽ nêu lên những cái khó khăn, những cái giải pháp của thị trường, và cái thứ ba đó là giải pháp của mình. Giải pháp của thị trường thì đối với lại cái dài đi mưa này á thì gần như là không có. Một á, là ông đi ổng, hai á, thì là ông bọc bằng cái bao ni lông, nhưng ông bọc bằng bao ni lông á, ông đi một cái đoạn ngắn thì đâu, ông đi một cái đoạn dài hay là đi vào những cái mà cái lầu cái sình
thì nó sẽ lồng vào trong cái bao ni lông và nó lóng vào dài không à. Còn lại cái mà cái bọc dài đi mưa ở to là nó đi lên tới cái đầu gối đúng không ạ. Đây mình sẽ tìm cho các bạn cái cách bọc dài đi mưa, các bạn chờ mình tí, bạn sẽ hiểu. Đây bọc dài đi mưa, đây thằng này đây mình nó đây mình nói giả sử nha, thì nếu như mà các bạn mà bán một cái bọc dài đi mưa mà nó nằm ở phía dưới này á, các bạn đi vào lầu, vào sân hay là các bạn đi vào những cái nơi khác á, nó sẽ ngấm, và ví dụ như mà bước vào những cái nơi mảng sau á, nó sẽ bị ngấm vào chân này được không ạ. Các bạn đi áo mưa cánh dơi không có bọc này vẫn sẽ bị ướt. Các bạn đi vào mặc áo mưa bộ không che, cũng không che được cái đôi giày này, nhưng mà các bạn đi và mang mua một cái bộ này của tôi thì nó sẽ giải quyết hết tất cả những cái vấn đề của các bạn được không ạ. Đâu này thì thực tế ra mình thấy ở trên cái Taobao á thì nó khá là rẻ, rất rẻ luôn á, chứ không phải là khá rẻ, rất rẻ với số lượng đó. Nên là anh em sẽ nghiên cứu những cái mẫu này cho trời mưa, thì cái hàng này là cái hàng mà mùa vụ được không ạ. Nên là anh em sẽ nghiên cứu cái này đi nha. À, thì về cái cam mà mình lên cam thì mình hướng dẫn là như vậy. Đúng. Mình sẽ lấy nha cam Awanex đầu tiên với 4 video mà khi nãy mình có nói sơ cho mọi người hiểu về những cái mà tác hại khi họ không dùng cái sản phẩm của chúng ta. Đây cam Awanex, và cái cam này á là chúng ta sẽ cho người ta xem những cái video đó ạ. Thì cam này chúng ta sẽ đặt tay à, ví dụ như giả sử là dài à, bọc dài đi mưa đi. Đi mưa video 1 đúng không ạ. Rồi catalog cho qua hết đi. À về tinh rồi mấy cái thằng này cho hết. Rồi cam này cam nhận biết thôi. Em chào mình đi. Rồi cái này là chúng ta sẽ dùng ngân sách của chiến dịch đúng không ạ. Thì khi mà chúng ta lên một cái video nào ấy à, chúng ta lên một cái chiến dịch nào á, chúng ta lên nhiều video đúng không ạ, để chúng ta test. Vì thường á là một cái chương trình quảng cáo nào á, chúng ta phải test nhiều cái video. Thì khi mà chúng ta lên một cái chiến dịch nào á, chúng ta sẽ lên nhiều cái video một lần với cái mục đích gì, để chúng ta test được cái video nào là người ta thích xem nhất, video nào phù hợp với đối tượng khách hàng nhất à, thì chúng ta sẽ sử dụng là ngân sách chiến dịch. Đây campaign budget, đây là ngân sách chiến dịch, đây là còn ngân sách hàng ngày là 5 đô, hoặc thậm chí ví dụ anh em không thích thì anh em có thể chạy 3 đô cũng được. Vì thường những cái cam mà chúng ta lên cái về cam nhận thức này, cam là xem video này, cam tiếp cận này, nó rất là rẻ, nên là anh em không có phải lên cái ngân sách nó quá cao không ạ. Đấy thì là mình sẽ qua đây, mình sẽ copy cái này. À, không, cái này là bọc dài đi mưa CD1 là chiến dịch 1 nha anh em. Còn đối với là bọc dài đi mưa chiến dịch 1 này, mình vẫn để ở ngay cái chỗ mà thứ nhất là chiến dịch quảng cáo này, nhóm quảng cáo này. Cái này là chiến dịch quảng cáo, anh em sẽ nhìn thấy cái folder này. Cái thứ hai là nhóm quảng cáo là gồm nhiều bài quảng cáo được ra. Rồi ở đây là chúng ta sẽ lựa lựa fanpage, lựa cái bài mà chúng ta sẽ sử dụng. Ở đây mình chẳng có cái bài nào, thôi break trigger đi cho vui. À, đầu phần này anh em cứ để nguyên vậy, mấy cái này tiếng Anh nữa. Rồi ở đây á, là bắt đầu chiến dịch là bắt đầu này, thì anh em sẽ lựa cái thời gian mà anh em muốn. Mà như mình muốn hướng dẫn anh em là cái thời gian á là anh em phải xác cho mình là từ 10 giờ cho tới 12 giờ đêm, để sao để Facebook nó duyệt anh em á, thì là nó duyệt khoảng tầm
nhanh á, thì 15 20 phút, chậm á, thì vài tiếng đồng hồ á, thì tới khoảng tầm 8 giờ sáng hôm sau là bắt đầu nó phân phối cái tài khoản, cái quảng cáo của anh em ấy, thì là anh em sẽ ăn trọn nguyên một ngày, chứ mình không xét giữa ngày. Ví dụ anh em xét giữa ngày cho một cái ngân sách là 5 đô trên một ngày đúng không, là khoảng tầm trăm hai mấy nghìn nhá, đó là anh em xét là 12 giờ trưa đó, ví dụ như mà Facebook mở việc cho anh em mà cũng tầm tới 5 giờ chiều hoặc là 6 giờ chiều mới dịp, là anh em bắt đầu là từ 6 giờ chiều tới 12 giờ đêm là anh sẽ chạy thấy cái tiền của anh em, được không ạ? Nên là anh em phải cân nhắc cho mình cái chỗ đấy. Lên chiến dịch là chúng ta sẽ lên từ buổi sáng luôn, để làm lên từ đêm hôm qua để cho xem sao nó làm như nào đấy, nó duyệt cái chiến dịch của chúng ta, để chúng ta sẽ phân phối trong nguyên một ngày. Trong nguyên một ngày á, thì chúng ta phân phối được nhiều đối tượng hơn, chứ còn mà anh em mà phân phối mà trong một cái khoảng thời gian nhất định á, là nó phân phối càng á, là anh em sẽ bị nó, con AI của Facebook nó sẽ không nhận dạng được đúng cái tệp khách hàng của anh em. Đấy. Thì đây đây là anh em sẽ chỉnh chỉnh cho mình, ví dụ như đây là mấy 28 đúng không, 28 thì bây giờ mình sẽ lên 29 đi, mình lên 29 và 8 giờ sáng. Tùy cái sản phẩm nha, tùy sản phẩm, ví dụ như sản phẩm mà dành cho người già thì chúng ta sẽ lên nó thời gian nó sớm hơn, là khoảng tầm 5 6 giờ sáng. Còn ví dụ như mà sản phẩm mà dành cho người trẻ thì 8 9 giờ sáng gì đó, 10 giờ đi cũng được. Đấy, thì là mình sẽ dành cho đó. Đây là địa điểm, thì cái phần location này thì chắc anh em biết rồi. Được không ạ? Đấy, location thì là anh em sẽ thay về Việt Nam, và anh em sẽ cân nhắc ngay cái chỗ mà Google Trend nãy á, là mình lựa ra được bao nhiêu cái địa danh đấy, thì lúc đấy mình sẽ bấm vào đây. Bấm vào đây, ví dụ như nãy Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà Giang là đồ á, là mình sẽ quất hết vào đây. Đó. Còn ví dụ như mà anh em muốn chạy toàn Việt Nam thì đánh Việt Nam thôi. Đó. Đây, ở dưới này là tuổi này. Thì những cái phần này á, là những cái phần về nhân khẩu học. Nó cơ bản. Nên là mình thì web là mình sẽ không hướng dẫn anh em nhiều. Ở bình nha, bình riêng em á, thì là những cái chỗ này á thì anh sẽ nói chi tiết cho em. À, ví dụ như mà thao tác không được á, thì là bình sẽ inbox riêng cho anh, để anh hoặc là mở interview lên anh sẽ lock vào anh cài cho em, anh sẽ trả cho em nha. Dạ rồi ạ. Thì ở đây á là chúng ta sẽ lựa là Việt Nam và những cái địa danh mà như cái nãy Google Trend nó hướng dẫn cho mình. Cái thứ hai là tuổi. Tuổi thì anh em, mình khuyên anh em như thế này là mình cứ chạy cái một cái mức là 10 tuổi một lần, 10 tuổi âm khoảng cách là 10 tuổi cho một tài khách hàng, 10 tuổi cho một tài khách hàng. Ví dụ giả sử 18 là tới 28 hoặc là đầu cả 29 cho tới 39. Đấy, cái khoảng đấy á, nó sẽ định vị ra được cái phân khúc khách hàng của anh em nó rất là rõ ràng. Ừ. Thì ở ngay chỗ cái khúc này á, thì lời khuyên của mình thì tùy vào sản phẩm của anh em. Ví dụ như mà là đồ thời trang mà dành cho teen thì chúng ta sẽ tại cái tệp nó nhỏ nhỏ khoảng tầm từ 16 là lớp 10 cho tới 26 đó, chỉ chạy tại đó đâu. Còn ví dụ như mà thời trang mà dành cho người đứng đứng tuổi tí thì từ 35 đổ lên đó, thì cái tuổi này á anh em phải cân nhắc nha. Rồi ngôn ngữ thì cứ quắt càng ấy đi, là toàn bộ ngôn ngữ để đây dưới này thì là anh em cái này á, anh em dùng cái fanpage mà tiếng Việt á thì nó sẽ cho anh em cái bản tiếng Việt anh em dễ 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 nhìn hơn hả. Còn mình á thì vì cái viên này của mình là vi tiếng Anh, viên ngoại nên là nó cho ra mình là bản tiếng Anh đấy. Thì về cơ bản nó toàn bộ cái khúc này là nhân khẩu học thấy rồi đó, nên là mình sẽ không không tham gia nhiều cái khúc này. Cái này là tùy vào cái sản phẩm mà anh em làm, mà anh em có cái cách target nó riêng đúng không ạ. Nhưng mà khi mà anh em target mà anh em chưa biết hoặc là anh em chưa chắc chắn, anh em có thể inbox mình
Anh em inbox mình để mình nhìn nhận cái target của anh em. Và cái mà mình muốn nói với anh em là như thế này: target đừng target quá nhiều thứ, đúng không ạ? Mọi thầy thì cứ bảo với anh em á là bậc thầy của target là không target gì cả, được không ạ? Nhưng mà cái đấy không hoàn toàn đúng, nó chỉ đúng với lại những cái mà anh em muốn cho mọi người biết tới cái brand của mình, biết tới cái thương hiệu của mình ấy, thì là chúng ta sẽ không target và chúng ta thả cửa. Nhưng đối với lại những cái mà video màu, chúng ta phải target và target cực kỳ ít. Ví dụ như giả sử á, là mình muốn bán cái đôi giày bọc đi mưa, được không ạ? Thì cái đôi giày bọc đi mưa nó mình không thể hướng tới những là cái tệp là bất động sản này, tệp là giám đốc hay là những cái mà chủ tịch chủ đồ gì á, đúng không? Vì những cái đối tượng đấy người ta thừa khả năng người ta đi ô tô. Thì mình sẽ hướng tới cái tệp đấy là nhân viên văn phòng. Nhưng mà nhân viên văn phòng á, thì cũng có nhiều cái kiểu. Nhân viên văn phòng á thì đối với lại những cái ông mà làm lâu năm á thì ông lại thừa tiền mãi rồi. Đó, thì bắt đầu mình sẽ nhân viên văn phòng, nhưng cái tệp nó trẻ, nó vừa tốt nghiệp cao đẳng vừa tốt nghiệp đại học xong, và trong cái khoảng thời gian nó đi làm khoảng tầm 3 tới 4 năm. Thì cái giai đoạn đấy á, cái thứ nhất á là đi làm với cái điều kiện là kinh tế khó khăn, cái thứ hai đi làm với mục đích là học hỏi, cái thứ ba đi làm với cái mục đích đó là giao tiếp mọi người để ra được thị trường, ra được cái sạo này, để biết sạo nó hoạt động vận hành nó như nào. Thì cái lúc đấy thì mình sẽ target vào những cái đối tượng đấy để mình bán hàng, đúng không ạ? Thì những cái đối tượng đấy á, thì bán hàng cho cái đôi giày bọc đi mưa nó mới là phù hợp. Đó, anh em hiểu cái không nào? Mình phải tư duy về cái câu chuyện mình target, chứ không phải là mình không target nó là đúng, nhưng mà chỉ với một cái số cam nhất định. Còn ví dụ target thì chúng ta phải target đúng. Nhưng nếu anh em target nhiều quá, như mình ngày xưa mình học á và mình thực hành á, mà là bắt đầu mình cứ như này, mình bán trầm hương nha, thì là bắt đầu mình sẽ target này, giám đốc này, đó người ta cần phong thủy này, cái thứ hai này, chủ doanh nghiệp nè, hay là chủ cửa hàng, hay là mọi thứ này, tâm linh tâm đồ tất tật, hay là quan tâm về Ấn Độ này, quan tâm về đại loại là những cái ông về Phật giáo đó. Thì khi mà mình target quá nhiều á là bắt đầu AI của Facebook nó không học được, nó không biết được là cái định hướng của cái thằng tệp khách hàng của mình nó như thế nào ấy. Thì lúc ấy nó sẽ phân phối càng, mà phân phối càng á thì dễ dẫn tới là cái giá thầu của anh em nó cao. Còn là anh em mà đã xác định được một cái mục tiêu đối tượng thôi, anh em chỉ quảng cáo tới đúng đối tượng đấy rồi, thì lúc đấy giá thầu của anh em nó sẽ cực kỳ rẻ. Đặc thù á là chúng ta chạy mà bán hàng á, thì anh em xác định được cái mục tiêu đối tượng anh em target trực tiếp vào đấy á, nó là rẻ rồi. Nhưng mà đây là video mà chúng ta sẽ là video mồi, đúng không ạ? 4 video mồi, 4 video cái lùng kể chuyện cho khách hàng về cái sản phẩm của chúng ta, thì cái giá thầu nó còn rẻ hơn nữa. Mình chỉ cho họ xem video chứ mình không có bán hàng, mình chỉ khơi gợi được cái nhu cầu của họ, mình không có bán hàng, đúng không ạ? Thì lúc đấy cái video nó cực kỳ rẻ. Anh em hiểu ấy mình nói không? Anh em hiểu ấy mình nói, anh em cho mình một cái tương tác đi. Anh em hiểu ấy mình nói, anh em comment lên để cho mình biết được cái là anh em đã hiểu được cái khúc này, đã hiểu được cái cách mà mình đang target. Bây giờ hiện tại mình làm dropship mình vẫn target kiểu đây, và target Facebook, target bằng affiliate phải target kiểu như này. Anh em đừng nghe cái câu chuyện là không target bậc thầy gì đấy,
Đại loại là không target, lại một cái chiến dịch là không target, cái đấy nó không đúng đâu. Vì khi mà không target nhá là bắt đầu nó sẽ phong phú càng lên nhanh, em phong phú hết tầng tật mọi cái khách hàng này, phong phú hết mọi cái mà sở thích của mọi người, thì cái đấy á anh em sẽ tốn tiền test nó lâu. Vì như mình á, khi mà mình test cái đấy á thì mình sẽ test khoảng tầm là, ví dụ như giả sử ngân sách test của anh em là 3 ngày, anh em target đúng cái đối tượng đấy thì nó chỉ phân phối cái quảng cáo của anh em đúng với đối tượng đấy trong vòng 3 ngày. Nhưng mà ví dụ như mà anh em mà không target á là nó sẽ phân phối loạn xạ lên hết để nó tìm ra được cái đối tượng chính xác, được không ạ? Thì khi mà tìm ra được cái đối tượng chính xác á thì khoảng thời gian nó phải là gấp đôi, là anh em phải mắc ngân sách gấp đôi rồi. Đấy, thì là anh em phải hiểu. Rồi sau khi mà anh em muốn mà cái đấy là đối với lại anh em đi bay, anh đi bay còn lại, ví dụ như mà anh em mà chơi cái ngân sách lớn hay là muốn viết ngân sách á mà anh em không target á, thì tới đoạn mà anh em viết ngân sách nó sẽ bị rung rất là nhiều, vì không định hình được cái tệp khách hàng đâu. Một khoảng thời gian ngắn, bây giờ mình sẽ test một cái sản phẩm và một cái khoảng và một cái chiến dịch đó là trong vòng từ 5 tới 7 ngày, đúng không ạ? Anh em làm dropship, anh em làm bán online, chúng ta sẽ test trong vòng từ 5 7 ngày là bắt đầu chúng ta sẽ viết ngân sách. Mà trong vòng từ 5 7 ngày á, bao nhiêu cái thằng clone nó sẽ nhắn tin cho anh em. Đó, khi mà anh em lên một cái chiến dịch nào cũng vậy thôi. Khi mà chúng ta lên cái là bắt đầu cái bọn clone nó nhắn rất là nhiều, chúng ta sẽ không kiểm soát được đâu, rất là nhiều. Đó, là khi mà cái bọn clone nó nhắn xong rồi đó là bắt đầu thằng Facebook nó chỉ hiểu là những cái thằng mà như cái thằng clone này nè, đó nó thích cái quảng cáo đấy, nên là nó sẽ phân phối tới những cái đối tượng tương tự như những cái thằng clone đấy. Mà là nguyên một cái loạt cái đống clone này nó tham gia vô trong cái câu chuyện là quảng cáo của chúng ta. Đấy, thì khi mà chúng ta quảng cáo, chúng ta sẽ có cái cách lọc clone ra đi bằng cách là chúng ta sẽ lọc những cái ông là quản trị viên của fanpage, cái thứ hai là những cái Facebook mới vừa tạo, cái thứ ba là những cái nền tảng mà dưới này này đâu rồi ta, cái anh em chờ mình đấy, mình xem nè. Thì nó có cái chỗ mà thiết bị mà truy cập á, thì anh em nên dùng cái đời nó truy cập cao hơn. Vì thường như mà những cái thằng mà anh em biết, như mà cái mà phone farm này, bot farm này đấy, những thằng đấy á là nó sẽ dùng những cái thiết bị nó giá rẻ để nó xây kênh, xây up bài viết tự động hay là up video tự động, đúng không ạ? Thì nó sẽ tương tác với lại những cái chương trình quảng cáo như là một người bình thường. Thì những cái tool mà bot farm hay phone farm á này, nó sẽ không bao giờ nó dùng những cái công cụ, những cái điện thoại đắt tiền. Thì bây giờ, giai đoạn bây giờ, nếu như anh em lên cam thì anh em sẽ lọc bỏ cho mình những cái điện thoại nó từ cái thằng ấy mà ta, nói chung là những cái điện thoại mà đời thấp 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 á, anh em sẽ vào đấy, anh em sẽ nhìn và anh em sẽ lựa lọc ra, bỏ hết những cái điện thoại video đời thấp xuống, được không ạ? Bỏ hết những cái video đời những cái điện thoại đời thấp rồi. Anh em chờ mình đấy, mình tìm cho anh em. Đi đâu mãi đâu. Thì mình lấy cái tiếng Việt nào mình xem nè. Anh em chờ mình đấy nha.
Rồi, mình mở ra đây cho anh em chờ mình tí. Nội dung chuyển quyền ở đối tượng rồi phần này để mình xem có mình gửi cho anh em. Mình gửi cho anh em cái chỗ mà lọc cái thiết bị ra nha. Giờ đây cái này của mình nó đối tượng gửi đối tượng bắt buộc danh mục giới hạn danh thức chặn. Bây giờ nhưng update lại nó bỏ cái thiết bị mất hả? Thôi về sơ bộ nó là như vậy được chưa, thì là anh em phải lọc bỏ những cái ông mà nó dùng thiết bị đời thấp, là tránh những cái ông mà full farm với bot farm á, để chúng ta lọc bỏ những cái ông đấy đó. Thì đấy là toàn bộ cái quá trình. À đây còn đây nữa, thì ở đây là chúng ta sẽ lấy một cái bài viết hả, lấy một cái video hoặc là lấy fanpage đó. Thì mình ở đây là mình sẽ dùng là video 1 đi, giả sử là video 1 đó, mình có lùng là 4 video như hồi nãy mình giới thiệu cho mọi người á. 4 video như hồi nãy mình giới thiệu cho mọi người đúng không ạ? Thì mình sẽ dùng là bài viết có sẵn được không anh em? Mình sử dụng là bài viết có sẵn, là bắt đầu là anh em có fanpage thì là chúng ta sẽ lựa cái bài viết mà chúng ta muốn chạy, chúng ta lựa vào đây đó. Khi anh em mà đăng thấy 4 5 bài gì đó anh em quất vô đây đấy, mình có sẵn cái fanpage đấy, có vài chục follow đây, cái nào follow nhiều 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 gắt quất vào được không? Rồi ok, thì cái đấy á, là mình lựa cái bài viết để chúng ta chạy. Thì sau khi đấy đấy là toàn bộ của một cái chiến 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 dịch mà chạy màu nha. Rồi bây giờ á mình sẽ hướng dẫn cho anh em thêm nữa là sau khi mà chúng ta đã chạy được rồi, chúng ta đã có một cái đối tượng mà họ xem cái video, họ tương tác với quảng cáo của chúng ta được không ạ? Họ xem video họ tương tác với lại cái quảng cáo của mình rồi, thì lúc này đây anh em chờ mình đi, lúc đấy chúng ta sẽ chạy một cái video lookalike đối với lại cái đối tượng mà nó tương tự đấy, bằng cách ra là chúng ta sẽ vào là đối tượng cam này là cam chúng ta sẽ chạy bán hàng nha, cam này là cam chúng ta sẽ tại chạy bán hàng. Thì sau khi mà anh em đã chạy bằng cái thứ nhất là ngân sách của chiến dịch, cái thứ hai là chúng ta sẽ chạy được 4 video, thì cái ngân sách của chiến dịch nó có tác dụng, nó là gì? Nó sẽ phân phối đến những cái video nó có hiệu quả với khách hàng được không ạ? Thì những cái video mà hiệu quả với khách hàng thì nó sẽ phân phối, nó ưu tiên nó phân phối tới cho khách hàng của bạn xem ấy. Thì sau khi mà người ta xem xong những cái video ấy á, thì chúng ta sẽ tiếp tục tạo một cái đối tượng. Cái mục đích tạo cái đối tượng này á đây, thì khi mà tạo cái đối tượng này á, các bạn mình bấm lại nè, các bạn quay trở ra
Manager Facebook được không ạ? Cái cam mà các bạn đang chạy video màu á, các bạn vẫn để đi nha. Thì ra rồi các bạn quay ra là ngay chỗ Ad Manager này, Facebook, rồi vào cái audience là khách hàng. Bạn click audience custom hoặc là lưu lại tùy. Ở đây á, thì mình sẽ tạo đối tượng trước khi mà mình lúc ở live. Thì đối với lại những cái mà đây là mình sẽ tạo đối tượng nha. Thì khi nãy mình chạy bằng video này, meta sụt đó là mình sẽ, hồi nãy mình chạy bốn cái video mà màu, ok mình sẽ bấm vào đây là mình sẽ bấm next. Bằng chạy bằng video, bằng video đó, là lúc đó là chúng ta sẽ lựa này, ngay tại cái nó này, đây là những người xem 3 giây, đây là những người xem 10 giây, 15 giây, 25% video, 50, 75 và 95. Thì á, đối với cái chỗ này, các bạn khi mà các bạn đã chạy 4 video rồi, 4 cái video mà màu rồi, các bạn muốn chạy video bán hàng thì bắt buộc các bạn phải chạy từ 50% trở lên, hiểu không ạ? Còn nếu như các bạn vẫn muốn chạy tiếp một cái video màu mà nó đánh trúng cái nỗi đau cực kỳ nặng hơn nữa, ok chúng ta sẽ chạy là 15 hoặc là 25% video. Đúng không ạ? 15 giây và 25% video này á, đấy là cho người ta xem, lấy là những cái tệp mà nó ấm, đúng không ạ? Đây là tệp lạnh này, tệp lạnh là mình sẽ đưa cho người ta nhu cầu ấm này và nóng là ba thằng này. Những thằng nó thật sự có nhu cầu về cái sản phẩm của bạn nó mới xem trên 50%. Đó. Thì đấy là những cái mà mình đã phân tích từ ngày xưa mình chạy rồi. Đấy, thì là ví dụ như bây giờ mình chơi video bán hàng luôn, ok mình sẽ chơi cái khúc này 50, 75, 95. Còn mà mình cảm thấy mà người ta xem 4 video rồi mà người ta vẫn chưa tin tưởng lắm, mình muốn đánh một phát nữa vào tâm lý nữa, ok chúng ta sẽ chơi là 15 giây hoặc là 25% video. Còn ví dụ như mà mới á, mà mình muốn chạy tài tương tự ha. Ví dụ như bây giờ bạn bán là bạn đang bán là bập dài đi mưa được chưa? Rồi bây giờ tôi bập dài đi mưa xong á, là bắt đầu chúng ta sẽ có nhu cầu về gì này, và ví dụ như là khẩu trang đi mưa đi, đúng không ạ? Thì khẩu trang đi mưa thì chúng ta sẽ lấy cái tệp video mà á, người ta đã xem 3 giây và 10 giây của cái bên mà bọc dài đi mưa á. Đấy, chúng ta sẽ cho người ta xem cái khẩu trang đi mưa, được không ạ? Vì hai cái sản phẩm này nó là nó tương tự nhau rồi. Đấy, thì chúng ta sẽ cho họ xem cái này, hoặc là các bạn sẽ có thể là các bạn sẽ lên cái video từ đầu. Nếu như các bạn không hướng tới cái phương án là bán lại cho những khách hàng cũ, thì chúng ta sẽ chơi theo một cái tệp mới, là chúng ta sẽ lên một cái chiến dịch quảng cáo mới được ra. Còn ví dụ như mà chúng ta muốn chơi về cái tệp cũ, ok thì chúng ta sẽ làm về cái khách hàng lạnh này, hoặc là các bạn sẽ phan vào ấm này, tùy. Cái đây là hai cái để các bạn lựa chọn về cái mà phương án chúng ta sẽ chơi sao cho nó ra kết quả hiệu quả nhất, đúng không ạ? Thì sau khi mà chúng ta đã lựa được rồi, đây mà mình đã cho người ta xem 4 cái video đấy và mình cảm thấy là nó hiệu quả, ok mình sẽ lựa vào là cho người ta xem 50% video đó. Đó, xem 50% video trong vòng bao nhiêu ngày đó, thì chiến dịch của bạn lên bao nhiêu ngày thì bạn sẽ cho điền vào đây. Ví dụ như chiến dịch vừa rồi mình test là cũng tầm 10 ngày, ok thì mình sẽ cho là 15 ngày, đúng không? Đó, và mình sẽ bấm là chọn video này. Đấy, video này mình sẽ chọn là phần bài đi. Đâu đâu? Đây. Đây, video này mình sẽ lựa cái video nào nó đây, ông này đây. Ông này ví dụ giả sử ông này đăng nhiều, ok, bập ông bác. Đó là những cái ông mà xem 50%, đây là những ông xem 4 giây nè. Anh em thấy không? Đây 8 giây, ông nào xem 4 giây là chiếu cái video confirm cái đã.
Đây, xem video 1 50% comment 1. Được không anh em? Ok, 50% comment 1 là có nghĩa là 50% của chiến dịch 1 là dày đi mưa. Ok, rồi click audience. Đấy, rồi. Sau khi mà click audience xong, đấy là mình sẽ tạo được một cái đối tượng đã xem bốn cái video trên 50% của cái thằng ủng đi mưa. Đúng không ạ? Rồi, thì bây giờ mình sẽ tạo cái thằng look alike. Look alike nó có nghĩa là gì? Look alike nó có nghĩa là những cái thằng tương tự những cái thằng xem 50% này. À, anh em hiểu không? Thì ví dụ như mà mình thích xem những video về thế giới động vật thì mình xem cái quảng cáo của thế giới động vật xa mình không, nói như này để cho anh em dễ hiểu là mình là thằng thích xem những video tắm mưa, đúng không? Thì mình đã dính vào những cái mà cái video mà bốn cái video mà bán giày đi mưa này đấy. Thì sau khi mà mình đã xem cái bốn cái video bán giày đi mưa á, là nó sẽ cho mình xem cái video bán hàng, đồng thời nó cho mình, nó sẽ tìm những cái đối tượng mà tương tự như mình bằng cái tệp là lookalike. À, lookalike này á thì nó sẽ là tương tự như là mình. Đấy, thì là custom audience này là anh em sẽ lựa video này. Đấy, đấy là này, cái anh em sẽ lựa tùy cái, được chưa? Đây là dưới này là tay gáy này, đất nước này, vị trí này, các kiểu đời. Thì cái này là chúng ta sẽ lựa là Việt Nam này, Việt Nam với các kiểu hoặc là tỉnh thành gì đó, tùy anh em nha. Đấy, thì là cái đặc điểm của lúc online. Em chờ mình đi. Đây, ví dụ giả sử mình lấy thằng này. Lúc lại nó lên. Custom audience. Hỏi xem 50%. Đây. Thì mình sẽ tạo tương tự, ví dụ như ông này tám giây đúng chưa? Ok, là mình sẽ lúc là những cái ông mà đã xem tám giây nãy nè, xem bốn giây nãy này, thấy chưa? Để cho ông sẽ, thằng A của thằng Facebook nó sẽ tìm những cái thằng nó tương tự như mình này, những cái thằng mà ví dụ như mà thích xem tắm mưa ấy, nhưng mà đã là khách hàng nóng, đã là đối tượng khách hàng nóng của cái chiến dịch là bắn ủng đi mưa. Yeah, thì là nó sẽ tìm những cái thằng tương tự như mình, những cái thằng mà có sở thích thích xem tắm mưa. Đấy, nó là như vậy. Thì về cơ bản cái cách target của mình nó là như vậy. Thì anh em ở đây có cái thắc mắc gì thì anh em nhắn đây này đây luôn, để ở đây mình sẽ giải đáp cho anh em cái cách, giải đáp cái thắc mắc cho anh em. Yeah. Vì tối nay thì thật sự đó là mình cũng có việc mà mình cũng hơi có bia, nên là hướng dẫn cho anh em đôi khi nó cũng còn nhiều cái sai sót, thì có gì anh em bỏ qua, được không ạ? Thì về cái mà cái cách mình target nó là như vậy, và thậm chí mà drop mình cũng target như vậy và cũng ra đăng như vậy. Thì anh em phải tư duy nó như này, target phải cực kỳ ít và đối tượng là chúng ta chỉ nhắm một tệp đối tượng thôi, được không ạ? Ví dụ ông nhắm vào cái tệp văn phòng thì chỉ là văn phòng, chứ đừng đó, vừa văn phòng mà lại vừa bất động sản, hay là vừa cái gì, cho em hỏi là cái đối tượng tương tự khi mà bác với tài khoản còn mới thì có target được không? Cái này bạn phải chạy trước, bạn hiểu không? Bạn phải chạy trước, bạn chạy trước xong rồi là nó định hình ra cho bạn được là cái đối tượng
mà quan tâm tới cái sản phẩm của bạn nó như nào, lúc đấy chúng ta mới target và có tệp đối tượng tương tự được. Vì bạn phải có cái đối tượng chính xác của bạn rồi lúc đấy mình mới có đối tượng tương tự được, đúng không? Thì ví dụ cái này nó có tác dụng là như nào, là chúng ta sẽ thứ nhất là bạn bán được một cái sản phẩm đấy rồi, cái là bắt đầu chúng ta bán một cái sản phẩm thứ hai nó gần giống với sản phẩm thứ nhất hả, thì là chúng ta sẽ target vào trực tiếp vào cái đối tượng mà đã tham quan tâm tới sản phẩm thứ nhất, và nó là những cái đối tượng tương tự với đối tượng mà quan tâm với sản phẩm thứ nhất đấy, bạn phải hiểu là như vậy nhá. Còn gì nữa thì anh em cứ bật mic lên và anh em tương tác với mình để mình biết được là cái anh em thắc mắc điều gì để mình hướng dẫn. Vì thật sự ra là cái Zoom này á, thì sau đợt này thì mình cũng cũng không có để và group này thì mình cũng không có giữ lại làm gì, vì mình cũng không có ý định mà dạy mọi người, chưa mình chưa có ý định dạy mọi người để mà kiếm tiền, vì công việc mình giai đoạn này mình cũng đang rất là bận. Ví dụ như mà cái dạy anh em đó thì là mình sẽ hướng dẫn anh em vì đã có kiến thức và chúng ta chạy dropship với mình thì đó, thì mình sẽ dạy cho mọi người cái đấy. Còn lại về cơ những cái kiến thức mà cơ bản này á thì mình sẽ không giữ, mình hướng dẫn cho anh em chi tiết. Thì ví dụ anh em có thắc mắc vì gì về cái thằng Facebook này này, mai hoặc là mốt mình rảnh thì mình sẽ làm một cái zoom về cái thằng Google cho anh em, hiểu không ạ? Google này thì nó đơn giản hơn rất là nhiều. Google nó đơn giản hơn rất là nhiều, nhưng mà chạy Affiliate đó thì là Google nó cũng là cái thằng ra đơn khá khá. Còn cái này á, thì nó sẽ bao quát hơn cho anh em, vì mọi người tập trung tại khách hàng của anh em tập trung tại cái nền tảng này nó rất là nhiều. Đây là ví dụ chúng ta không làm Affiliate cái này được, chúng ta làm Affiliate sàn, làm Affiliate các kiểu đời nó khác, nó được hết anh em hiểu không? Đó, thì là mình sẽ ưu tiên dạy cho anh em cái này, hay thậm chí mình chúng ta bán hàng online cũng được. Thì là cái tư duy mình hướng dẫn anh em giai đoạn này là chạy video, và chạy số lượng video là 114, có nghĩa là một chiến dịch, một campaign và 4 bài viết, được không ạ? 4 bài viết về nội dung là mồi sản phẩm, và sau đó là chúng ta sẽ chạy một cái chiến dịch về khách hàng nóng là ngay cái chỗ mà audience này, hay như là cái tài khoản của các bạn là cái mà đối tượng đấy, thì là chúng ta sẽ tạo một cái đối tượng xem 50% và chúng ta chạy vào đối tượng này. Thì cái cách chạy để mình đây, các bạn sẽ vào đây, vào chúng ta sẽ chạy tin nhắn đi, mình ra sử mình đồng ý hết đi. Ok, mình chạy qua này, bút viết 20 đô. Đây, anh em sẽ nhìn này, cái đối tượng này đó, thì cái lúc mà anh em chạy cái mà chiến dịch mà chúng ta bán hàng luôn á, chạy một chiến dịch đúng không, là ok anh em sẽ lựa đây, và chúng ta sẽ lựa cái đối tượng này, mình sẽ có 2 đối tượng đây đúng không, nhưng mà anh em phải quan tâm cái size này đấy, quan tâm size nó thấp quá hay là nó nhiều quá, đúng không? Cái này mình chưa chạy nên là nó sẽ thấp đúng không, còn bây giờ mình chạy rồi đối tượng này nó nhiều đây đấy, mình không cần hướng dẫn chi nhiều. Mình không cần phải target chi nhiều, mình chỉ cần là chạy vào cái đối tượng 50% này đã xem 50% video chim màu của tôi đấy, thì nó sẽ ra cho mình đây, tiếp cận 21 tới 60 người và chuyển đổi thì từ 24 cho tới 70. Nhưng cái đấy là cái này mình số liệu mình tham khảo ha. Đấy, cái này là chạy 20 đô là khoảng tầm bao ta 10 đô khoảng tầm 500 nghìn một ngày, nó rơi vào cái mức độ là khoảng tầm 24 tới 70 chuyển đổi, thì
cái này số liệu cực kỳ cao. Đấy. Nha. Thì anh em phải cân nhắc cái chỗ này, được chưa? Này, đây là cái cam chuyển đổi nha. À, cái cam mà cam bán hàng đấy. Được chưa? Thì là anh em phải lưu ý chỗ này, không có cái gì cả và chúng ta chỉ lựa vào là đối tượng. Được không ạ? Anh em phải quan tâm cái chỗ này nha. Cam chuyển đổi anh em phải để ý cái chỗ này cho mình nha. Ok, thì về cơ bản đấy là xong một cái cách mà mình hướng dẫn anh em cái cách target. Thì đây, hôm nay mình tóm lại cho anh em một cái là thứ nhất là mình hướng dẫn cho anh em cái cách là chúng ta tìm được cái keyword này. Chúng ta tìm được cái thị trường nó quan tâm. Chúng ta lên được cái chiến tìm được cái content. Thứ tư là chúng ta sẽ tìm được cái chúng ta sẽ lên một cái chiến dịch. Nó gồm là 4 bài video mồi. Và cái thứ năm là chúng ta lên được cái video bán hàng dựa trên những cái content đấy. Thì cái này nó áp dụng được cho anh em làm cả làm kinh doanh online. Hai. Anh em bán hàng online. Được không ạ? Thì giai đoạn này nó phù hợp với anh em là bán hàng ở tại Việt Nam. Thì nếu anh em chưa quen thì cứ bán hàng Việt Nam trước, rồi sau này anh em quen được bán hàng ở Việt Nam xong anh em lại inbox mình hướng dẫn anh em làm dropship. Còn dropship thì hiện tại mình chưa hướng dẫn anh em được vì mình đang làm. Và tính cạnh tranh nó cũng tương đối cao. Đấy, thì anh em có thắc mắc gì thì anh em cứ nhắn lên này. Anh em hỏi nhanh giúp giùm mình để mình trả lời hết tất tần tật những thứ của anh em. Hoặc là bây giờ anh em mà chưa có thắc mắc thì ok, mình sẽ ộp cái dâm này để anh em thao tác thử. Rồi sau này ví dụ có vướng mắc trục trặc gì thì là cứ inbox vào trong Zoom để mình hướng dẫn cho anh em. Inbox vào trong Zalo á, group Zalo á thì mình hướng dẫn cho anh em. Nhưng mà anh em nhớ là cái cách mà chúng ta sẽ lập cái Nick và quản trị viên nha. Phải lập cái đấy á, cho anh em không lập cái đấy là quảng cáo của anh em nó sẽ bị rác. Mặc dù giá rẻ nhưng mà là người tiếp cận là toàn rác không à, chứ không có người người đã nghĩ ra. Vì bây giờ cái tool bot farm và full farm nó cực kỳ nhiều. Mà nó chơi TikTok với lại những cái nền tảng khác, nó chơi một cái TikTok không á này nó sẽ không mà tối ưu được hết cái tool bot farm đấy. Này bắt buộc nó phải thêm nền tảng khác. Mà thêm nền tảng khác mà anh em mình không biết lập nó ra là nó cứ ví dụ anh em chạy quảng cáo Messenger là ví dụ như một tin nhắn cái là bắt đầu nó sẽ đậu 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 lên anh em. Thứ nhất là cái ưu điểm của nó này là cái nó inbox rồi cho anh em á, là bắt đầu nó inbox một cái thôi rồi xong là nó nghỉ, nó không anh em có nhắn tin trời nó cũng không trả lời, được không ạ? Nó sẽ làm cho cái giá thầu của anh em nó rất là rẻ. Một cái tin nhắn nó ra còn tầm 20-30 nghìn cho chứ mấy, hoặc là mười mấy nghìn thôi. Nếu như mà quảng cáo anh em mà anh em chạy lâu á là nó cũng chỉ từng đấy thôi, mười mấy nghìn thôi, nhưng mà không ra chuyển đổi. Nên là anh em đừng có quan tâm câu chuyện là chạy một mấy nó rẻ hay là nó đắt, mà chúng ta hãy quan tâm được là cái chiến dịch đấy chúng ta chuyển đổi được bao nhiêu đơn, chiến dịch đấy chúng ta ra được bao nhiêu khách hàng và CR của mình nó được bao nhiêu. Đấy là cái ý mà mình muốn anh em quan tâm. Đúng không ạ? Thì về cái bản thằng quảng cáo Facebook nó là như vậy.
Thì cái zoom này mình sẽ tới đây mình sẽ tạm ngưng ghi hình lại cái zoom này. Đấy.